Đền Hàm Sơn. Đền Hàm Sơn nằm trên vùng đất thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là cụm di tích thắng cảnh nổi tiếng về tâm linh văn hóa lớn nhất xứ Thanh và trong cả nước. Theo tài liệu lịch sử ghi lại và truyền thuyết trong dân gian, nhân vật được thờ ở đền Hàm Sơn, tức đền Đức Ông, là Lê Thọ Vực, người có công to lớn trong việc bình định Chiêm Thành và là người có công khai hoang vỡ hóa vùng đất Đại Lạc xưa để lập ra đồn điền và làng xã xung quanh vùng Hàm Sơn, Hà Lĩnh, Hà Đông của Hà Trung ngày nay. Trên sườn núi Hàm, đền Đức Ông Sùng Quốc Công xưa gồm bốn cung rất uy nghi và tráng lệ sát bờ sông Lèn: cung tứ thờ Đức Ông Lê Thọ Vực, cung nhất, cung nhị thờ hệ thống mẫu, cung tam thờ hội đồng chư vị. Ở đây vị thần được thờ chủ yếu là Đức Ông Lê Thọ Vực, còn hệ thống mẫu và thờ hội đồng là do người đời sau đưa vào để phối thờ. Đền Hàm hay còn gọi là đền Mẫu Đệ Tam hoặc Đệ Tam Thoải Phủ, đền Ba Bông hay đền Cô Bơ hoặc Cô Ba Thoải Phủ là những di tích lịch sử văn hóa thuộc xã Hà Sơn, được xây dựng cách đây trên 500 năm, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời gian. Di tích đền Hàm, đền Ba Bông đã có những giai đoạn bị phá bỏ hoàn toàn, mà theo đó lễ rước kiệu, lễ rước bóng Cô Bơ, nơi quốc mẫu dân cầu, cũng bị mai một lãng quên. Tuy vậy, mảnh đất anh linh vua ban đã được nhân dân và khách thập phương nhiều lần tôn tạo, trùng tu, sửa đổi. Cùng với thời gian, nhân dân thập phương, các thanh đồng bản hội vẫn nô nức viếng thăm, hương khói, cầu nguyện phước lành cho cuộc đời bình an, mùa màng tươi tốt. Có thể nói, đây là quốc mẫu dân cầu có 102. Những nơi khác thờ Mẫu Thoải, thờ Cô Ba chỉ là phối thờ hoặc chỉ là thờ vọng. Cả hai đền này được nhà nước cấp di tích lịch sử vào năm 1992. Huyền tích về Cô Ba Thoải Cung Hàm Sơn. Theo huyền sử, vào những năm đầu Đại Hồng Đức, triều vua Lê Thánh Tông 1460-1497, thái úy Lê Thọ Vực sau khi lập được nhiều công trạng, được vua phong Bình Chương Quân Quốc Trọng Sư, rồi đến chức Sùng Quốc Công, giao trấn giữ biên ải Ba Bông, rừng thiêng nước độc. Trong một trận giao tranh ác liệt kéo dài, không phân thắng bại, mà tình thế rất nguy cấp, đêm hôm đó, danh tướng đã mơ thấy một người con gái mặc xiêm y trắng trên mây giáng xuống ngã Ba Bông, rẽ nước, bước lên kiệu võng và nói rằng: hãy lui quân về Nhị Sơn, Hạ Thủy mà vây hãm, lên núi Thạch Bàn mà cầu Mẫu Thoải, tất ứng linh. Theo lời, danh tướng dẫn quân xuôi về Chí Thủy, thác Hàm Sơn bây giờ, dâng lễ cầu mẫu rồi bố trí quân binh mai phục. Ứng báo của mẫu cho kế phá giặc là lấp đá chặn dòng,
lấy thủy triều dâng, làm nghi binh nhử giặc vượt qua bãi đá ngầm. Khi nước thủy triều xuống thì tổng lực phản công, thuyền giặc rút chạy, bị vấp vào bãi đá ngầm, lật nhào chìm đắm. Quân mai phục đổ ra đánh úp, giặc chết nhiều vô kể và thất bại thảm hại. Từ đó không còn dám đến Quế Nhiễu. Dấu tích bãi đá ở Thác Hàm vẫn còn cho đến ngày nay. Thác Hàm Sơn lừng lẫy chiến công, nức tiếng muôn phương, oanh liệt một thời. Người con gái trong Kiệu Võng về báo mộng cho tướng quân Lê Thọ Vực. Đêm hôm ấy chính là con gái Ngọc Hồng Thượng Đế, tức công chúa Mai Hoa, mà nay gọi là cô Ba hay cô Bơ Thoải Phủ, đền Ba Bông. Còn người báo mộng hiến kế để tướng quân Lê Thọ Vực phá giặc là đệ Tam Thủy Tiên Thánh Mẫu Bạch Ngọc Hồ Trung Xích, Thủy Tinh Xích Lân Long Nữ, hay còn gọi là Mẫu Đệ Tam, Mẫu Thoải, Mẫu Hàn Sơn, đều là một. Để đáp lại ân đức của Thánh Thần, tướng quân Lê Thọ Vực đã tâu với vua. Vua Lê cho lập đền thờ cô Ba ở bãi bồi Ba Bông hiện nay. Đền thờ Đệ Tam Thánh Mẫu ở Non Cao, Thạch Bàn, Thác Hàm Chí Thủy, về sau mới di rời xuống bên sông để nhân dân thuận tiện trong việc thăm viếng. Nhớ ơn công đức của tướng quân Lê Thọ Vực, nhân dân địa phương đã lập đền thờ ngay dưới trước đền mẫu, được tách rời bởi sân đại bái. Từ đó đến nay vẫn được giữ nguyên sự sắp xếp đó. Lễ hội Hàn Sơn, nét đẹp văn hóa tâm linh. Lễ hội Hàn Sơn được mở vào tháng 6 âm lịch hàng năm. Ngày 12 tháng 6 là ngày chính hội. Nhân dân thường tổ chức lễ hội rước kiệu, mà cách thức là rước bóng cô Bơ ở đền Ba Bông về hầu Thánh Mẫu Đệ Tam đền hàng. Khi thực hiện xong nghi lễ lại rước cô trở về. Lễ rước được diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống. Lễ hội diễn ra rất sôi nổi, náo nhiệt cả một vùng xứ Thanh. Trên bộ, dưới sông, xe thuyền tấp nập, cờ hoa rợp trời, kẻ Nam, người Bắc, dưới ngược, trên xuôi, muôn nẻo đổ về, đông vui, vô kể. Một lễ hội đặc sắc mang đậm ý nghĩa tín ngưỡng dân gian đã và đang thu hút rất đông khách trong và ngoài tỉnh về tham dự. Lễ hội đền Hàn Sơn được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ những người có công khai thiên lập địa vùng đất Hà Trung. Ngoài ra, tại lễ hội còn có phần lễ rất tôn nghiêm để tưởng nhớ đến Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong bốn vị thánh tứ bất tử, được tôn phong là Mẫu Nghi Thiên Hạ, mẹ của muôn dân. Nơi đây đã và đang trở thành một không gian văn hóa lý tưởng, là một trung tâm du lịch lễ hội hấp dẫn, đặc biệt ở xứ Thanh và trong cả nước